béo bụng thường gặp ở tuổi trung niên, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên, gây ảnh hưởng không chỉ về ngoại hình mà còn tiềm ẩn nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và xương khớp. Dưới đây là nguyên nhân chính gây béo bụng và cách phòng tránh. 1. Sự thay đổi về hóc môn Giai đoạn mãn kinh khiến nồng độ hóc môn estrogen giảm mạnh, làm thay đổi sự phân bố mỡ trong cơ thể. Trước khi mãn kinh, mỡ thường tích tụ ở hông và đùi, nhưng sau đó, mỡ có xu hướng dồn về vùng bụng. 2. Sự giảm sút chuyển hóa Khi chúng ta già đi, tốc độ chuyển hóa của cơ thể cũng chậm lại. Điều này có nghĩa là cơ thể tiêu hao ít năng lượng hơn, ngay cả khi vẫn duy trì cùng một chế độ ăn uống và hoạt động như trước. Nếu không điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện, lượng calo dư thừa sẽ dễ dàng biến thành mỡ, tích tụ quanh vùng bụng. 3. Lối sống ít vận động Tuổi trung niên thường đi kèm với lối sống ít vận động hơn. Công việc, gia đình, và các trách nhiệm xã hội khiến nhiều người không có thời gian tập thể dục đều đặn. Việc ngồi lâu, ít vận động làm giảm khả năng đốt cháy năng lượng, góp phần gia tăng tích tụ mỡ bụng. 4. Thói quen ăn uống không lành mạnh. Ở tuổi trung niên, nhiều người có xu hướng ăn uống theo thói quen, ít chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có ga và cồn đều chứa nhiều calo rỗng, dễ dàng dẫn đến tăng cân và béo bụng. 5 trét và giấc ngủ không đủ. Căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ cũng là những yếu tố góp phần vào việc béo bụng ở tuổi trung niên. Khi căng thẳng, cơ thể sẽ sản xuất ra hóc môn cortisol, làm tăng sự thèm ăn và khuyến khích cơ thể, tích tụ mỡ quanh vùng bụng. Thiếu ngủ làm mất cân bằng hóc môn, gây tăng cảm giác đói và dẫn đến ăn quá mức. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng